Giờ thì mình sẽ tìm những cái chú cá ở trong đây, con nào mà nó to thì mình sẽ bắt mình lên keo nha. Đây là cái dòng Maha Chai 100% nha. Nhìn màu thì mọi người cũng đã biết rồi đó, cái màu đặc trưng của dòng Maha Chai nha. Chẳng hạn như con này là mình lên keo được rồi nè, mình sẽ bỏ cái con nhỏ lại. Ủa, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Cũng một khoảng thời gian khá là lâu mình chưa có ra video mới cho mọi người xem, do mình bận công việc ở ngoài ruộng mình lúa sắp chín rồi nên cũng có một số công chuyện cần giải quyết á. Giờ mình cũng đã giải quyết xong rồi nha, từ giờ thì mình sẽ ra video đều lại cho mọi người xem. Mình thấy có một số bạn có nhắn tin với mình kêu mình làm tiếp cái video lên keo cá ly thi đồng đi. Thì sẵn hôm nay mình có một bầy cá ly thi đồng, nhưng mà không phải đồng thường nha, đồng thái chắc cũng lên keo được hả? Giờ thì mình sẽ lên keo cái bầy cá ly thi đồng thái Maha Chai cho mọi người xem sau khi lên keo thì mấy con cá nó như thế nào nha. Với lại dạo này mình rảnh trở lại rồi nên mình có lập thêm một cái kênh phụ đăng về những cái video đồng quê đi câu cá, bắt cá, thử thách sinh tồn rồi này kia mọi người, nên những ai muốn xem những video chủ đề đó thì vào cái kênh phụ của mình xem nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng những keo trắng như thế này để lên keo cá ly thi đồng thái nha. Sẵn đây mình cập nhật lại cho mọi người xem cái kệ cá hôm trước mình làm, mình đựng những thứ gì ở trong đây nha. Có 1 tầng nè, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng nha mọi người ơi. Tầng đầu thì mình để một số dụng cụ như là thức ăn cho cá, rồi mấy chai trị bệnh cho cá. Đây, Blue Sky trị bệnh cho cá, dưỡng cá. Thức ăn cho cá thì có Artemia xích khô, rồi cám trọng T10, với một số chai xử lý nước và chai trị bệnh cho cá nữa, sơn chống thấm. Rồi cái máy lọc nước, không phải là cái máy sưởi oxy chứ. Với lại một số nắp keo, rồi giấy, rồi giọt nữa nha mọi người. Nói chung là cũng một ít. Mình chưa có sửa soạn lại xong, mình đang xếp up lại. Còn cái tầng thứ hai thì mình sẽ để những cái hồ sơ cá như thế này nha. Ở đây thì mình có hai con cá. Đầu tiên là cái con cá multicolor nha. Cá này thì mình mua của anh Bết Vita. Hôm nay thì nó cũng hơi sung sung á mọi người. Cũng khá sung rồi chứ không phải là hơi hơi nữa. Còn bên đây là cái con cá ly thi đồng thái Maha Chai màu blue nha. Cá nó đã làm bọt ở trong cái bể cá luôn rồi nè. Cá rất là sung luôn nha. Tiếp theo nữa là một cái hồ này thì mình mới mua, mình chưa có setup xong. Cái này là mình mua combo á, trong cái hồ này thì có một cái máy lọc nè, rồi có máy bịch sưởi, cái máy bịch đá chứ, rồi một cái đèn LED với một cái cây nhựa nữa. Mình chưa có thời gian để setup cái hồ này á, do cái hồ này cần có dây điện rồi tùm lum hết trơn mọi người. Để từ từ mình sẽ setup sau nha. Ở đây thì mình cũng chừa một khoảng như thế này để mình để một cái hồ kính to hơn. Mình cũng mua giày rồi nhưng mà mình chưa có làm clip cho mọi người xem. Để rảnh rảnh mình sẽ làm clip rồi mình up lên cho mọi người xem cái hồ đó như thế nào nha. Nói chung cũng khoảng từ đây tới đây thôi à. Còn cái tầng thứ hai thì mình sẽ để một số keo nước biển nha. Một hàng keo nước biển luôn. Mình có dự định là ở trên đây mình sẽ để hồ kính, còn ở dưới đây mình để keo nước biển, còn dưới đây là mình sẽ để mấy keo nhựa nha. Còn ở dưới đây là thùng xốp, còn ở dưới đây nữa là những keo nhựa. Dạ, mình cũng đã vô nước những cái keo ở dưới đây rồi nha. Nói chung là mình để cái mật độ nước nó cũng thấp à mọi người. Tại vì mấy con cá đồng thái khi mình mới lên keo nó lạ nước thì nó có tật nó ưa phóng ra ngoài lắm nha. Mình để mật độ nước như thế này thôi. Rồi mình sẽ lấy nắp keo mình đẩy lên nha mọi người ơi. Sau đó mình sẽ bỏ một tí nước lá bạn rồi muối hột vào mình dưỡng lại nha. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu đi ra cái chỗ mình nuôi cái bầy cá ly thi đồng thái. Mình sẽ sử dụng cái này. Nhưng mình sẽ lấy thêm một cái vợt nữa. Cái vợt nào ta? Mình sẽ sử dụng một cái vợt này với một cái hũ này. Bắt đầu đi ra bắt cá đồng thái nha mọi người ơi. Bắt đầu bắt cá lên keo thôi. Sẵn đây mình nói luôn, có một số bạn nhắn tin hỏi mua cá của mình mà nói mình không có trả lời này kia, thì mình cũng mong các bạn thông cảm cho mình nha. Thật sự là mình bận rất là nhiều việc luôn. Việc trong nhà, rồi việc ngoài đồng, rồi tùm lum hết trơn á. Với lại một ngày mình nhận rất là nhiều tin nhắn nên mình không thể nào trả lời hết được. Mọi người thông cảm nha. Mọi người nhắn tin hỏi mua cá của mình thì mình có tiền, tại sao mình không có trả lời phải không? Nhưng từ từ mình sẽ trả lời hết nha mọi người, chứ không phải là mình chảnh này kia đâu nha. Những ai muốn mua cá thì nhắn tin cho mình đi, rồi từ từ mình sẽ trả lời hết à. Cảm ơn mọi người đã chờ mình. Mình cũng biết mọi người đã yêu thương quý mến mình thì mới mua cá bên mình. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đây, đây nha. Giờ thì mình sẽ
nhớt ba cái gông bèo ra hết rồi mình bắt đầu bắt cá luôn nha. Nói chung là hôm nay mình sẽ lên keo hết, tại vì hôm bữa giờ mình thấy cá nó cũng có quất nhau ở trong đây, nó cũng lẹt chẹt gách đuôi hết trơn á mọi người. Giờ thì mình sẽ đặt cái điện thoại xuống rồi mình sẽ bắt ra, bắt hết luôn. Đầu tiên thì mình sẽ vớt gông bèo ra hết luôn nha mọi người ơi, để mình xem lại thử đi, trong hai bài này hôm trước giờ mình nuôi nó được bao nhiêu con nha. Hôm bữa thì mình thấy cá nó cũng có phóng ra một ít, do mình không có để ba cái gông bèo á, đến lúc mình phát hiện thì mình mới để gông bèo vô, công nhận mình khôn dữ thiệt luôn á. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng cái vợt này vớt ba cái gông bèo ra cho nó nhanh. Vợt đầu tiên xong thấy con nào chơi như trời, hay là su cà na rồi mọi người ơi, hay là ăn cám rồi ta, hay là nó phóng ra ngoài hết rồi. Ê, trong đây mình thấy à đây có cá nè, mà cá nó còn chút xíu à. Ủa sao mà lại có con cá tí ni như thế này ta? Cá này mình nghĩ chắc là nó bị đẹp á, thôi bắt bỏ nó bỏ vào luôn. Cá thì mình thấy là mình cũng có đụng á mọi người, tại đây mình thấy có con này nó to nè, con này lên keo lầu. Ê rồi nó phóng xuống cái hồ cái đồng của mình luôn rồi. Thôi kệ, một tí mình sẽ bắt lại nha. Đây thêm đường một con nữa, không biết mọi người có nhìn thấy rõ không đây. Lúc nãy có một con nó phóng đi qua cái thùng cái đồng luôn. À ở đây một con nữa, hai con, còn ba cái này là ba cái cặn á mọi người, mình sẽ để qua một bên. Mấy con cá này nó chạy rất là ghê luôn á. Đây có rồi, mình mới đụng nè. Đây nó trốn ở trong cái đống cặn nha, được hai con nữa. Rồi mình sẽ bỏ nó vào trong cái tủ. Đây nha tất cả mọi người ơi, đang quay thì cái điện thoại của mình nó báo là nóng quá không có sử dụng máy ảnh được nữa á, nên mình không có quay lại cho mọi người xem cái lúc mình đang bắt cái thùng cá bên kia. Mình đã bắt xong rồi, giờ thì mình sẽ đổ vào đây cho mọi người xem mình bắt hai thùng nó được bao nhiêu con nha. Hôm nay trời nó khá là nắng luôn nên quay điện thoại nó nóng, nó dễ bị hư lắm mọi người ơi. Đây mình đã đổ ra rồi nha, có mấy con nó rất là to luôn nè. Trong đây là ba cái gông bèo, để mình sẽ vớt ba cái gông bèo này ra. Rồi không biết mọi người có thấy rõ không nè, nguyên một cụm luôn. Đây chắc khoảng 30-40 con gì á mọi người. Giờ thì mình sẽ tìm những cái chú cá ở trong đây, con nào mà nó to thì mình sẽ bắt mình lên keo nha. Đây là cái dòng Maha Chai 100% nha. Nhìn màu thì mọi người cũng đã biết rồi đó, cái màu đặc trưng của dòng Maha Chai nha. Chẳng hạn như con này là mình lên keo được rồi nè, mình sẽ bỏ cái con nhỏ lại. Ủa sao mình bắt cái con bự mà nó rớt con bự xuống, nó trượt con nhỏ lại. Rồi giờ thì mình sẽ lựa nha. Đây có con này nó rất là to nè, cho nó lên keo liền. Vô keo đây nha, sau khi em nói vô keo nè mọi người ơi, đây vô keo thì nó sẽ đổi màu xuống một tí nha. Hai con tiếp theo, cá mình mới lên keo thì nó sẽ bị đổi màu nha, nhưng một tí nữa mình sẽ bỏ nước lá bàn vô, tầm khoảng 1-2 hôm là con cá nó lên màu trở lại nè mọi người ơi. Đây mình thấy con này nó cũng rất là ok nè, con này nó rất là to, cho nó lên keo bên đây. Như đây là chắc mình cũng nuôi lại rồi, chứ mà cá nhỏ nó cũng còn cũng bọn quá, nên không thể nào mà nhỏ nhỏ như thế này mình lên keo được đâu. Mình bắt ra mình sẽ dưỡng lại, mình lọc nhỏ ra nhỏ, bự ra bự luôn. Đó vô đây. Nguyên một đề luôn nè. Với lại mình sẽ lựa con nào mà cái màu nó đậm đậm thì mình sẽ lên nha. Còn con nào mà cái màu nó nhạt quá thì mình cũng bỏ lại, mình cũng chưa có lên sớm đâu mọi người ơi. Đây con này nó to lắm nè. Hai con này thì lên keo được rồi. Con to cho nó vô đây đi. Rồi vô đó. Còn bên đây cho nó vô đây.
À, con này nó đã bị gách đuôi rồi, nhưng mà thôi kệ đi, không sao đâu, mình gách đuôi thì mình có thể dưỡng lại được mà. Mấy con cá này thì nó cũng nhanh lành đuôi lắm mọi người. Con nữa vô đó. Đây mình thấy cái con này cái màu nó cũng khác khác những cái con khác nè, nó cái màu xanh, nhưng mà nó màu xanh theo cái màu còn xanh pha giữa xanh dương và xanh da trời á, sẽ cho vô luôn. Đây tiếp là em này nữa. Em nào bây giờ ta? Rồi em này đi. Chốt đơn em này. Chốt đơn em này luôn. Rồi như thế mình đã lên keo hết đó, mười mấy keo rồi mọi người ơi. Mười mấy keo này đều có cá rồi nha. Đó. Còn trong đây có một ít con bự nữa thì chắc mình sẽ tìm thêm một vài keo rồi mình lên vài keo nữa. Trong đây mình thấy cũng còn vài con mình lên keo được. À đây có cái con cá mái to nè, mình sẽ bắt cái con cá mái to này ra. Một tí nữa mình sẽ dưỡng lại rồi mình sẽ ép nó sao luôn. Còn những cái con nhỏ nhỏ như thế này thì mình sẽ bỏ nó vào một trong cái hồ riêng để mình nuôi cho nó lên size, cho nó lớn lên lại mọi người. Giờ mình mới đi kiếm thêm một ít keo để lên thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con nữa nha mọi người ơi. Nhưng mà mấy con cá này mình mới lên keo do lúc nãy mình giật nó quá trời giật, mình sử dụng tay mình bắt nó, với lại mình thay đổi nước nó luôn á, nên cá nó sẽ bị sốc nước. Nhằm khi nó bị sốc nước rồi nó bị stress này kia, nên mình sẽ sử dụng thêm cái loại này để dưỡng lại nha mọi người. Đây là cái loại Blue Sky 999. Loại này thì sử dụng một giọt cho 10 lít nước để dưỡng lại mấy con cá mình nó bị xì chết. Rồi nhằm khi cá nó có bị nấm đầu nó chỉ nấm luôn nha mọi người ơi. Rồi giờ thì mình sẽ nhỏ một giọt vào đây. Cái hũ này thì nó không được 10 lít nước, nhưng mà mình pha chung á, mình nghĩ là những cái keo này rồi những keo ở trên đây gom lại chắc cũng khoảng chục lít nước coi chừng hơn luôn á, nên mình sẽ nhỏ gần 2 giọt nha. Rồi mình sẽ đợi cho nước nó phấy đều ra, còn mình sẽ đổ vào những cái keo cá một hũ một ít nha mọi người ơi. Sau khi thuốc đã hòa tan vào hết nước, giờ mình sẽ đổ vào những keo cá này nha. Quên, để mình mở nắp ra một cái. Loại Blusica này thì rất là tốt. Mình chăm một xíu thôi nha, chứ mình đừng có chăm nhiều quá. Chăm nhiều quá thì nó cũng không có tốt đâu mọi người ơi. Tại vì cái này là nó là thuốc mà. Thuốc thì mình cũng không nên lạm dụng thuốc nhiều quá nha. Tuy nó có cái công dụng tốt thật nhưng mà mình đừng có lạm dụng nó nhiều quá. Chỉ dùng đủ cái số liều lượng của nó thôi. Rồi nha. Rồi giờ thì mình sẽ dùng giấy mình chặn lại. Đó mọi người thấy nó xanh xanh như thế này là ok rồi nha. Thuốc này thì nó giúp cho cái con cá của mình nó nhanh hồi phục lại á. Con mèo của mình nó đi theo mình đi qua tới bên đây luôn rồi. Nói chung là những ai chơi cái cảnh, chơi cái beta đầu này kia thì sẽ biết cái loại thần dược đó là cái gì nha. Chắc hẳn mọi người cũng đã thấy cái gì rồi phải không? Phía trên đây là một cây bàng nha. Cái lá bàng người ta ví như là một loại thần dược để nuôi cái cảnh á. Giờ thì mình sẽ lượm mấy lá ở đây. Cái này không phải là mình diễn nha. Có cây bàng thật sự, mọi người đã nhìn thấy rồi phải không? Rồi. Mình sẽ lấy 3 lá như thế này thôi. Tại vì nhà mình gần với cây bàng này nè. Khi nào còn xài thì mình sẽ ra mình lượm thôi, chứ mình không có cần lấy nhiều. Về bỏ dư ở trong nhà nó dơ lắm mọi người ơi. Sau khi mọi người đã lấy lá bàng vô xong thì phải rửa cho nó sạch nha, cho nó loại bỏ ba cái bụi bẩn rồi vi khuẩn rồi mọi người. Rồi giờ thì mình sẽ bỏ vào trong những con cá của mình nha. Sau khi mình đã rửa sạch những lá bàng như thế này thì mình sẽ chỉ dùng những phần lá này mình bỏ vào trong những keo cá của mình thôi nha, chứ mình không nên sử dụng cái lằn ở giữa và cái cuốn ở đầu, vì như thế ở trong những cái cuốn và cái lằn giữa này nó có mủ á mọi người. Giờ
Và mình vừa để nắp xong những keo cá mình mới lên đó mọi người. Nói chung là cái quy trình mình lên keo cá ly thi động thái như thế đã xong rồi nha. Để ngày mai xem thử cá nó có kè không, rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem tiếp nha. Hẹn mọi người ở ngày mai nè. Và đây là ngày hôm sau rồi nha tất cả mọi người ơi. Giờ thì mình sẽ cho mọi người xem mấy con cá mình lên keo ngày hôm qua nó kè như thế nào nha. Hôm qua mình có ngựa mình bỏ thêm ba cái gông ba cái bèo vô cho nó sống động nè, sống động sinh động. Rồi giờ thì mình sẽ dở giấy ra từng con nha. Nói chung là cái việc mà mình quay cá cho nó kè thì cũng hạn chế mọi người, nên mình sẽ quay từng con nha, chứ mình không có quay hai con nó gần nhau cho mọi người xem đâu. Vì như thế thì sẽ bị phạm lực của YouTube bây giờ thì cái lực cũng hơi gắt một xíu á mọi người. Ai. Ở đây là một con cá ly thi đồng. Miếng cuối cùng trên đây luôn. Đây mình sẽ gác quá trời luôn. Ở đây thì có một con cá Mahachai blue nha. Đây mọi người thấy không? Mình chỉ ngón tay vô là nó kè rồi nè. Multicolor. Đây mọi người thấy cái form nó đẹp không? Màu sắc qua lá hẹ luôn nè, quá trời là màu luôn. Còn bên đây là cái con Beta Get Fancy Hebo Chita nha. Đọc xong cái tên mình bị lẹo lưỡi luôn á. Nói chung là tên của mấy con cá Beta này rất là khó đọc mọi người. Tên tiếng Anh tiếng Tàu không à. Con này thì mình được anh Bớt tặng nha. Nhưng mà lúc tặng thì rất là đẹp. Hôm bữa mình cho ép với cái con cá máy, bị con cá máy nó giật tơi tả luôn á mọi người, nên nó đã bị gách đuôi. Quay trở lại với mấy con cá Mahachai mình lên keo hôm qua, giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Nhưng mà mình sẽ quay từng con chứ không thể nào mình quay hai con cùng một lúc nha mọi người, do cái lực của YouTube cũng hơi khó á. Giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem từng con nè. Đầu tiên là cái con này đây. Đây mọi người thấy không, con này thì nó đã bị gách đuôi một tí. Mà Mahachai thì cái màu này là cái màu chủ yếu của nó nha mọi người. Cái đuôi hình trái tim nhưng mà đã bị gách một tí. Con này thì nhỏ hơn con kia một tí, nhưng mà vây vẫy mang đuôi còn đầy đủ luôn nha. Không biết mọi người thấy con này như thế nào, chứ mình thấy tuy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Cái form rất là đẹp luôn, đuôi hình trái tim nữa mới chịu ở ngang. Con bên đây thì hình như là nó cũng còn nguyên vây vẫy mang đuôi luôn nè. Để mình cho nó quay qua rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Nó đang kè với cái con bên kia. Quay qua đuôi cho mọi người xem cái coi. Đây nó quay qua rồi nè. Ôi, cái đuôi nó cũng bị gách một tí, nhưng mà có một chút xíu thôi nha. Cá nó rất là sung nha, con nào nó cũng sung mọi người ơi. Con này nó quay qua quay lại mấy lần luôn nè. Rất là ok nha. Còn con bên đây thì nó chưa có kè. Còn bên đây thì nó cũng mệt luôn hay sao vậy. Còn con này thì nó rất là sung luôn nè. Con này thì cái màu đậm hơn những cái con còn lại lúc nãy giờ mình quay á. Con này nó gần giống như cái màu blue luôn, nhưng mà nó không phải blue nha. Đuôi con này cũng hình trái tim, còn đủ vây vẫy mang đuôi, không có bị gách nha mọi người. Đây, rất là sung. Ok không? Chứ mình thấy là mình thích cái con này rồi đó. Rồi, cái con tiếp theo. Con bên đây thì nó cũng rất là sung luôn nha. Mình có để nước lá bàn, nhưng mà mình để cái điện thoại vô gần á mọi người. Rồi sao thấy cái nước nó trắng tươi à, nó không có lá bàn. Nhưng mà nhìn xa ra thì nước nó rất là vàng nha. Con bên đây cũng thế luôn. Kìa nó đang me, nó đang đi kiếm đó. Không, nó lên đuôi rồi đó. Đó, mình biết ngay chân mà. Hai con nó đã lên đuôi rồi. Mình không có quay cận cảnh được cho mọi người xem rõ nha. Đây. Nói chung là bây giờ chỗ mình người ta bơm nước ra chuẩn bị cắt lúa mọi người, nên hơi ồn, mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Đây là cái con cá đi thi đồng kỳ son của mình nè. Nó thấy mình để cái điện thoại nó lại nó kè luôn nè. Không phải trưởng thiệt tình chứ. Rất là ok luôn nha.
Đó, mọi người thấy không? Ly thi đồng kỳ son nha. Cái loại này thì nó rất là hiếm luôn, rất là ít tìm được cái con này. Còn bên đây là một con cá. Hai con này thì nó cận cảnh quá. Đây, con này thì nó cũng còn đủ vây vẫy mang đuôi nha. Nhìn cũng rất là ok luôn, rất chi là đẹp luôn. Cái đuôi nó thì có hình trái tim, với lại nó phân chia rất là nhiều màu. Dòng mã hai chai là mình thích nhất ở cái đuôi nó mọi người. Cái đuôi rất là ok luôn. Màu sắc qua lá hẹ, có sọc sọc sọc. Nó khác với cái con cá ly thi đồng rất là nhiều nha. Ở đây mình có một con cá ly thi đồng size rất là to nha. Mình bật đèn LED nên nó hơi nhát á mọi người. Để có gì mình sẽ làm clip mình đo cái độ size của nó cho mọi người xem. Nó dài được bao nhiêu nha. Không phải, nó thấy cái con mũi đớp lên trên cái keo rồi nó tưởng là con mồi nó đớp ở ngoài nhưng mà không có dính. Đó mọi người thấy không? Nó gửi con mũi mắc cười ha. Với lại cá khi mình bật cái đèn LED thì nó hơi nhát. Rồi như thế mình đã quay cho mọi người xem những cái con cá mình lên keo nó như thế nào rồi nha. Cái video này thì cũng quá dài rồi. Với lại bây giờ người ta bơm nước cũng hơi ồn á mọi người. Nên chắc mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Nếu mọi người thấy hay cho mình like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Giờ tạm biệt mọi người, bye.